Lê Minh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cuộc chiến ở Ukraine chưa kết thúc và tiếp tục được kéo dài vì nguồn tài trợ nhỏ giọt từ Mỹ và đồng minh vẫn được tuôn vào Ukraine. Nó không đủ để cho Ukraine giành chiến thắng trước Nga, hay ít nhất là giành thế chủ động trên chiến trường hoặc phòng thủ vững chắc. Nó càng không thể giúp Ukraine lấy được vùng lãnh thổ đã mất. Nhưng sự kéo dài của cuộc chiến lại khắc sâu thêm tổn thất cho tất cả các bên tham gia. Nhưng đau đớn nhất vẫn là người dân và đất nước Ukraine. Bên cạnh thiệt hại của các chủ thể, thì cuộc chiến ở Ukraine lại phơi bày những điểm yếu của Mỹ. Và đây là chỗ sơ hở chết người để Nga lấy lại thế chủ động, mở mặt trận chống Mỹ của mình. Đây sẽ là nội dung thảo luận của chúng ta ngày hôm nay. Lê Minh xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Cuộc chiến ở Ukraine phơi bày điểm yếu của Mỹ. Điểm thứ nhất là sự yếu kém trong chính sách của Biden đối với châu Phi. Nghe có vẻ như không liên quan, nhưng thực chất là cực kỳ mật thiết. Khi Biden lãnh đạo Mỹ và EU tham gia cuộc chiến chống Nga, việc châu Âu tìm kiếm các giải pháp thay thế cho nguồn cung cấp năng lượng của Nga là một ví dụ rõ ràng cho thấy việc đầu tư không đủ vào lĩnh vực năng lượng của châu Phi đã khiến Mỹ và các đồng minh của nước này bỏ lỡ cơ hội. Các nhà lãnh đạo châu Phi bị chia rẽ về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Đồng thời, lục địa đen này đã phải toan tính về bài toán lợi ích và mối quan hệ của họ với Hoa Kỳ và Nga. Đáng nói là Mỹ và đồng minh sẽ là sai lầm khi cho rằng vì lịch sử thuộc địa hóa nên các nước châu Phi sẽ đương nhiên đứng về phía Mỹ và lên án Nga. Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi, bao gồm cả những nước nhận viện trợ lớn nhất của Mỹ, khó có thể tự động có lập trường mạnh mẽ chống lại Nga. Ví dụ Nam Phi, đối tác thương mại châu Phi lớn nhất của Hoa Kỳ và là người nhận hơn 1,1 tỷ USD viện trợ của Hoa Kỳ vào năm 2020, cũng có mối quan hệ đáng kể với Nga. Theo chỉ số dân chủ hàng năm của đơn vị tình báo kinh tế, hầu hết các quốc gia châu Phi không bỏ phiếu lên án hành động của Nga đều bị coi là độc tài, cho thấy sự liên kết chính trị và ý thức hệ chắc chắn có lợi cho nước Nga của Putin. Gây chú ý là 23%, tức gần 1/4 trong số các quốc gia không đứng về phía Ukraine, lại đạt điểm trên mức trung bình của chỉ số dân chủ và được coi là các chế độ lai hoặc các nền dân chủ thiếu sót. Đặc biệt, chỉ số này cũng mô tả Hoa Kỳ là một nền dân chủ có nhiều thiếu sót. Đáng nói nhất là một số chế độ lai có điểm dưới mức trung bình về chỉ số và hai quốc gia độc tài đã bỏ phiếu ủng hộ Ukraine. Đó là trường hợp của Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia có chỉ số thấp nhất trên khắp lục địa, và Somalia, được các chỉ số khác coi là không tự do. Điều này khiến người ta hoài nghi về tuyên bố mà phương Tây đã nói rằng cuộc chiến ở Ukraine là để bảo vệ nền tự do dân chủ. Chính cơ sở này lại khiến các quốc gia châu Phi thấy rằng mục đích cho chiến sự tại đây là một câu chuyện khác. Dần ra họ bắt đầu đồng cảm và nghiêng về phía Nga, sau cùng là gia tăng hợp tác. Các quyết định của họ cũng có thể phản ánh sự thất vọng của họ đối với các cường quốc phương Tây, bao gồm Hoa Kỳ. Cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc là minh chứng cho mong muốn của các nhà lãnh đạo châu Phi trong việc cân bằng chiến lược quan hệ của họ với Nga và Hoa Kỳ dựa trên lợi ích của chính họ, như họ đã làm trong chiến tranh lạnh với phong trào không liên kết. Cụ thể, cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra sau đó vào ngày 2 tháng 3 về nghị quyết lên án cuộc xâm lược của Nga lại kể một câu chuyện khác. Kết quả bỏ phiếu đã rõ ràng và sự im lặng của nhiều nhà lãnh đạo châu Phi đến chói tai. Gần một nửa, 48% trong số 54 quốc gia châu Phi quyết định không có lập trường chống lại Nga. Tức là 17 quốc gia bỏ phiếu trắng, 8 quốc gia không bỏ phiếu và 1 quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết. Một cuộc bỏ phiếu gần đây hơn của Đại hội đồng vào ngày 7 tháng 4 dẫn đến việc Nga bị đình chỉ tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thậm chí còn nhận được ít sự ủng hộ hơn từ lục địa này. Chỉ có 10 quốc gia ủng hộ hình phạt này, 9 quốc gia đã bỏ phiếu chống, 24 quốc gia bỏ phiếu trắng và 11 quốc gia không bỏ phiếu. Đây sẽ là một lời cảnh tỉnh đối với Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo Mỹ không thể đơn giản chấp nhận rằng các đối tác ở châu Phi, thậm chí cả các nền dân chủ sẽ đi theo sự dẫn dắt của Washington, hoặc dễ dàng chấp nhận áp lực để làm như vậy. Bất chấp tuyên bố rằng cuộc bỏ phiếu ngày 2 tháng 3 của Liên Hợp Quốc là bằng chứng cho thấy các nền dân chủ sẽ đoàn kết với Hoa Kỳ, một số nhà lãnh đạo châu Phi được bầu cử dân chủ đã không làm như vậy và cuộc bỏ phiếu ngày 7 tháng 4 năm 2023 thậm chí còn nhận được ít sự ủng hộ hơn trên khắp lục địa và trên toàn thế giới. Cuộc chiến Ukraine đang bộc lộ những hạn chế trong chính sách ngoại giao của Mỹ đối với châu Phi, cũng như sự thiển cận trong việc can dự rộng rãi hơn của nước này với lục địa này. Một mối quan hệ bị chi phối bởi viện trợ nước ngoài, gây bất lợi cho đầu tư nước ngoài. Việc châu Âu tìm kiếm các giải pháp thay thế cho nguồn cung năng lượng của Nga là một ví dụ rõ ràng cho thấy việc đầu tư không đủ vào lĩnh vực năng lượng của châu Phi
đã khiến Mỹ và đồng minh bỏ lỡ cơ hội như thế nào. Bây giờ các cường quốc phương Tây không còn là những người chơi lớn duy nhất trên lục địa này. Thông qua việc bán vũ khí, quyên góp thiết bị quân sự, cung cấp huấn luyện quân sự và sự hiện diện của lực lượng bán quân sự như là tập đoàn Wagner, Nga đã dần khẳng định mình là một đối tác an ninh thay thế. Theo báo cáo của SIPRI, trong giai đoạn 2016-2020, Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất sang châu Phi cận Sahara. Mặc dù quan hệ kinh tế vẫn còn khiêm tốn so với các đối tác thương mại chính của lục địa, Nga cũng đã tăng cường đầu tư kinh tế và thương mại với các nước châu Phi. Đồng thời vào năm 2019 đã khai mạc diễn đàn kinh tế và hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi đầu tiên. Tổng thống Vladimir Putin đã lợi dụng những lời chỉ trích về chính trị, nhân quyền và các điều kiện kinh tế khác của phương Tây để hỗ trợ công khai chỉ trích chiến lược đó vài ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần đầu tiên bắt đầu vào năm 2019. Đáng chú ý hơn nữa, câu hỏi liệu châu Phi có thể trở thành nơi thay thế cho việc xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu hay không đã nêu bật việc Hoa Kỳ và các đối tác phương Tây không thể nhận ra các cơ hội kinh tế ở thượng nguồn. Rõ ràng là các nước châu Phi thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu năng lượng của châu Âu, trong khi các cường quốc phương Tây hiện đang cân nhắc cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này ở Algeria, Angola, Nigeria và Tanzania, thì Trung Quốc lại đầu tư ồ ạt. Hoa Kỳ không thể đơn giản phản ứng lại những vấn đề như vậy và chờ đợi thời chiến điều chỉnh. Nước này phải thấy trước các cơ hội hợp tác kinh tế cùng có lợi trước khi xảy ra khủng hoảng, nếu muốn tiếp tục là một đối tác hấp dẫn. Hiện tại, cách tiếp cận của Mỹ đối với quan hệ đối tác ở châu Phi đã tỏ ra khá thiệt cận. Thay vì phải có một chiến lược can dự mạch lạc nhằm tận dụng hiệu quả các nguồn lực của Hoa Kỳ, vốn không phải là vô hạn, thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đẩy các đối tác châu Phi vào nền tảng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nên ngừng coi các quốc gia châu Phi là những quốc gia chỉ cần sự hỗ trợ và viện trợ của họ theo kiểu thực dân hóa qua viện trợ, mà thay vào đó là các đối tác ngoại giao, kinh tế và an ninh. Có như vậy thì Nga và Trung Quốc hay các đối thủ khác mới khó thiết lập vị thế vững chắc ở đây. Nói cách khác, Hoa Kỳ nên thay đổi cách tiếp cận của họ với các nước đang phát triển và bắt đầu coi họ là những người chơi chính thức trên trường quốc tế, đồng thời cùng với họ xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa và cùng có lợi nhằm hỗ trợ sự thịnh vượng cho tất cả các bên. Đó mới là cách xây dựng mối quan hệ đối tác và đồng minh dựa trên sự tôn trọng và hợp tác để cùng nhau phát triển, chứ không phải dùng viện trợ hay các khoản vay để ràng buộc các quốc gia dưới trướng và quyền lực mềm của mình. Đây chính là sai lầm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời của các vị tổng thống đảng Dân Chủ. Vâng, điểm yếu thứ hai là cuộc chiến Ukraine cho thấy Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc và Nga về chuỗi nguyên liệu sản xuất đạn dược. Financial Times hôm qua đăng tải một thông tin từ người đứng đầu NATO nói chiến tranh Ukraine là cuộc chiến vì đạn dược. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đang thiếu trầm trọng đạn pháo và pháo binh Nga hiện đang bắn nhiều hơn họ từ 5 đến 10 lần. Việc Ukraine thiếu đạn pháo là do nguồn viện trợ loại này từ phương Tây không đáp ứng được nhu cầu chiến trường. Đây là sức ép đối với ngành công nghiệp sản xuất đạn pháo của phương Tây. Nguồn gốc căn bản nằm ở chỗ trong những năm gần đây, Hoa Kỳ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc và Nga để mua một loại khoáng sản quan trọng cần thiết cho việc sản xuất đạn dược. Theo một báo cáo năm 2020 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Trung Quốc là nhà sản xuất Antimon được khai thác và tinh chế lớn nhất và là nguồn nhập khẩu chính thức của Hoa Kỳ. Còn Nga chỉ đứng thứ hai. Mà khoáng vật Antimon rất quan trọng đối với chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng và cần thiết để sản xuất mọi thứ từ đạn xuyên giáp và chất nổ đến vũ khí hạt nhân cũng như các thiết bị quân sự lặt vặt khác, chẳng hạn như là kính nhìn ban đêm. Bây giờ dưới sự lãnh đạo của ông Biden, Hoa Kỳ gây chiến đồng thời với cả Trung Quốc và Nga. Đương nhiên hai quốc gia này sẽ dùng Antimon làm đòn bẩy để đáp trả Hoa Kỳ. Điều này sẽ dẫn đến vấn đề sản xuất đạn dược càng chậm trễ. Đương nhiên, nó cũng sẽ làm giảm tính phản ứng nhanh và tính cơ động của các lực lượng quân sự Hoa Kỳ và đồng minh nếu như có xung đột kéo dài với kẻ thù. Lợi dụng tình thế này, Nga đã mở mặt trận thứ 3 trong cuộc đối đầu với Mỹ ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Trục Nga, Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ tuyên chiến. Nga đang thực hiện kế hoạch địa chính trị của riêng mình, đã mở mặt trận thứ 3 với Hoa Kỳ ở Hàn Quốc và Nhật Bản với mục đích phân tán lực lượng Mỹ, trong khi vùng ban căng cũng nằm trong tầm ngắm của Moscow. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này cho biết Triều Tiên nồng nhiệt chào đón Tổng thống Putin đến thăm Bình Nhưỡng và sẵn sàng chào đón người bạn thân nhất của người dân Triều Tiên với sự chân thành nhất. Kim Jong-un, một nhà địa chính trị khôn ngoan, đang tìm cách tạo ra sức mạnh tổng hợp nhờ leo lên vai của hai gã khổng lồ là Nga và Trung Quốc. Mỹ đang gây chiến với cả Trung Quốc và Nga. Triều Tiên cũng nằm trong vòng xoáy mục tiêu của Mỹ, cho nên ba nước này đang có cùng một kẻ thù. Đối với Nga, nếu chiến tranh Triều Tiên được khai hỏa với Hàn Quốc,
Hoa Kỳ sẽ trở thành một bên trong cuộc xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Như vậy, Mỹ sẽ kiệt sức vì Trung Quốc cũng sẽ nhảy vào can thiệp ở chiến tranh Triều Tiên. Nhìn lại thời gian gần đây, chúng ta sẽ thấy mối quan hệ tương tác Nga-Triều thời gian gần đây rất đáng lo ngại cho Mỹ. Vậy thì chính sách hữu nghị và hợp tác quốc phòng giữa Nga và Triều Tiên có ý nghĩa gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, Nga đã quyết định mở rộng liên minh với Triều Tiên và ông Kim đã công khai bày tỏ sự quan tâm của mình đến việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Moscow bằng chuyến thăm cá nhân tới Nga vào tháng 9. Thời điểm chuyến đi của Putin tới Triều Tiên thực sự nhanh như chớp trước những động thái gần đây của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm tăng cường nỗ lực ba bên nhằm kiềm chế Triều Tiên. Trên thực tế, một khối ba bên Triều Tiên, Nga và Trung Quốc đối lập với liên minh ba bên gồm Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang ở giai đoạn sơ khai. Việc Bình Nhưỡng ủng hộ Nga ở Ukraine phục vụ lợi ích của Trung Quốc vì nó sẽ kiểm soát sức mạnh của Mỹ, trong khi Triều Tiên chắc chắn đạt được chiều sâu chiến lược từ sự ủng hộ của hai thành viên có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Về cơ bản, một tác nhân địa chính trị mới đang nổi lên ở vùng Viễn Đông, nơi không giống như Ukraine hay dải Gaza, nhưng nó sẽ là mối lo bởi vì nó sẽ là một điểm nóng hạt nhân. Địa chính trị cuối cùng cũng đang hướng về phía Triều Tiên, quốc gia mà 7 năm trước đã ấp ủ giấc mơ đánh chìm tàu sân bay hạt nhân Mỹ chỉ bằng một đòn. Vấn đề là tưởng tượng này vẫn chưa được kiểm chứng. Chuyến đi của ông Putin tới Bình Nhưỡng sẽ được chính quyền Biden theo dõi chặt chẽ. Thách thức của Nga sẽ là tạo ra một mạng lưới quan hệ với các quốc gia thân thiện, mà cuối cùng có thể bao gồm một số nước phương Tây. Chiến lược của Mỹ là buộc phải phá hủy các điểm tự chủ chiến lược, điều mà Washington đã thực hiện ở Tây Âu trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhưng mà bước đi này là một trong những thành công cuối cùng về mặt này. Trong mọi trường hợp, trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Nga, một mặt trận phía Đông đang mở ra để bổ sung cho các mặt trận phía Tây và phía Nam, lần lượt ở Âu, Á và Tây Á. Quý vị thấy đấy, một mớ bong bong về các vấn đề quốc tế đang trở thành thách thức lớn đối với bất kỳ một ai ngồi vào chiếc ghế nóng ở Nhà Trắng, dẫu đó là Trump hay Biden. Nếu người thắng cử là Tổng thống Trump, thì ông ấy cũng sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức mà chính quyền Biden đã để lại. Trong đó, vấn đề quốc tế được giải quyết thế nào cũng sẽ là lời đảm bảo rằng thế giới nằm trong vòng an toàn hay là rủi ro về một cuộc chiến hạt nhân. Chương trình ngày hôm nay đến đây xin được phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.